Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ga đến. Kính thưa quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta cũng thường biết rằng có nhiều anh chàng Việt Kiều ở bên Mỹ, cho dù trẻ tuổi, lớn tuổi thì cũng thường trở về Việt Nam để mà lập gia đình, cưới những người con gái ở tại Việt Nam. Và ngược lại thì những cô gái trẻ ở Việt Nam thì cũng muốn thay đổi cuộc đời, muốn có một cái cuộc sống khá giả hơn. Chính vì thế cho nên những cô gái ở tại Việt Nam cũng có một cái ước mơ là sẽ trở thành vợ của Việt Kiều Mỹ để được đi Mỹ nhằm thay đổi cuộc đời cũng như là có thể giúp được cho gia đình ở tại Việt Nam. Chính vì điều đó cho nên có rất nhiều anh chàng Việt Kiều Mỹ trở về quê hương để mà tổ chức đám cưới với những người bạn của mình đã kết nối duyên sau khi qua mai mối hoặc là quen biết ở trên mạng xã hội. Và cũng có rất nhiều cái cuộc hôn nhân tiến tới rất tốt đẹp và họ có một cuộc sống hạnh phúc ở tại đất nước Mỹ xa xôi. Tuy nhiên cũng không ít những trường hợp gặp tình huống éo le và có thể nói là đau đớn vô cùng. Thật sự rất cay đắng cho rất nhiều cái duyên phận không đến được mà người ta hay gọi là tiền mất tật mang. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, sau đây Tường Vũ Channel xin phép chia sẻ một câu chuyện về một người phụ nữ vì có một cái mộng ước là được đi Mỹ cho nên cũng đã trở thành một cái câu chuyện được bàn tán rất là nhiều. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, và câu chuyện này liên quan tới một người phụ nữ có tên là My, trú tại địa chỉ ở Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Trong câu chuyện éo le này thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra nếu như gia đình của cô My này không có tư tưởng gả con gái đi sang bên nước ngoài. Có lẽ vì thích thay đổi cuộc đời cũng như là muốn nở mặt nở mày với hàng xóm láng giềng. Phải nói tuy không phải là giàu có lắm nhưng mà gia đình của cô My này cũng thuộc loại khấm khá và có của ăn của để. Ngoài những cái vốn liếng để giành được thì gia đình cô My này cũng có một công việc khá ổn định. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì công việc lại bấp bênh, thu nhập bất ổn và trở nên khó khăn. Chính vì vậy cho nên bố mẹ của cô My này quyết định chuyển hướng đầu tư cho cô con gái của mình sang Mỹ để lao động kiếm nhiều tiền. Và có thể nói rằng sau một thời gian tìm kiếm con đường để sang Mỹ và cuối cùng thì gia đình của cô My cũng gặp được một người phụ nữ ở tại cùng quê, cùng thôn. Có một người mẹ và có một người em đang sinh sống ở bên Mỹ. Kính thưa quý vị, sau khi hai bên đã thỏa thuận thành công về giá cả thì cha mẹ của My cũng đã chấp nhận trả hơn nửa tỷ đồng để cho người này lo lót cho My sang Mỹ bằng một cuộc hôn nhân giả với một người đàn ông đang sống ở bên Mỹ để cô ấy có thể xuất ngoại theo dạng bảo lãnh, cô chú anh chị và các bạn. Và thật ra thì không ai khác, người mà được cô ấy giới thiệu để chọn gả cho My chính là một người em rể của chính cái người này. Và vụ việc hôn nhân giả này cũng đã được vợ con của anh chàng này đang sinh sống bên Mỹ chấp nhận. Mặc dù đã có vợ con ở bên Mỹ nhưng chẳng hiểu thế nào mà cuộc hôn nhân giữa anh chàng này với lại cô My vẫn diễn ra một cách khá suôn sẻ. Và chẳng bao lâu sau thì cái hợp đồng hay còn gọi là hôn nhân giả của anh chàng Việt Kiều Mỹ này với lại cô My đã hoàn tất các thủ tục về hôn nhân cũng như là bảo lãnh, chỉ còn chờ ngày lên đường sang Mỹ mà thôi. Kính thưa quý vị, mặc dù cuộc hôn nhân giả đã biết rõ nhưng vì muốn thể hiện và muốn làm cái giá cho con gái của mình ở tại quê nhà cho nên gia đình của cô My này đã xin được tổ chức đám cưới đàng hoàng. Khi mà tổ chức đám cưới thì họ hàng và láng giềng hàng xóm
cũng đã đến dự và khen. Khen cô My đã có một người chồng thật tuyệt vời, đó là Việt Kiều Mỹ. Kính thưa quý vị, sau khi tổ chức đám cưới xong thì cô My cũng đã từ biệt gia đình, cha mẹ, họ hàng để theo anh chàng Việt Kiều này vào Sài Gòn để mà làm các thủ tục còn lại trước khi lên máy bay sang Mỹ. Mặc dù cả hai biết rõ rằng đây là đám cưới giả, tuy nhiên sau những ngày thuê khách sạn ở tại Sài Gòn thì chẳng hiểu vì sao người ta hay thường nói là lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Và khi một người nam, một người nữ sống chung trong một khách sạn thì vấn đề tình cảm nam nữ nảy sinh ra giữa hai người này. Chính vì vậy cho nên giữa hai người này có một cái tình cảm nảy sinh và đã quan hệ nam nữ ở tại khách sạn. Và điều đó cũng chẳng hiểu thế nào mà chuyện giữa hai người này đã đến tai cô vợ của anh chàng Việt Kiều đang sinh sống tại Mỹ biết được. Từ đó người vợ đang sống bên Mỹ yêu cầu anh chàng Việt Kiều này phải quay trở lại Mỹ gấp. Đồng thời cô vợ này dằn mặt cô My là cấm sang Mỹ, nếu sang thì sẽ bỏ tù ngay. Thật sự mà nói thì chưa biết nước Mỹ nó như thế nào, nhưng mà khi cô My nghe vợ của anh chàng Việt Kiều này dọa thì cô My đã không dám bước lên máy bay để đi sang Mỹ nữa, đành cuốn gói quay lại quê nhà. Còn anh chàng Việt Kiều này thì biết vợ mình đã biết rõ cái việc mà đám cưới giả, tuy nhiên thì hai người đã động phòng thật luôn. Chính vì thế cho nên anh chàng Việt Kiều này đã lập tức quay trở lại Mỹ. Và khi mà vừa xuống đến sân bay của Mỹ thì anh chàng này cũng đã bị cô vợ này giằn mặt rất là nặng nề. Kính thưa quý vị, như vậy có thể thấy rằng một sự cay đắng, một sự nghiệt ngã đối với cô My này, đó là giấc mơ đi Mỹ đã tan thành mây khói, đồng thời mất luôn cả số tiền hơn nửa tỷ. Bên cạnh đó thì cô này cũng đã trao thân cho anh chàng Việt Kiều Mỹ khi mà ở khách sạn cùng nhau ở tại Sài Gòn. Đến đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là tiền mất tật mang, số phận quá cay đắng cho cô My này chỉ vì có giấc mộng đi Mỹ, nhưng mà cuối cùng đến giờ phút cuối cùng lại chịu một cái sự nghiệt ngã như vậy, cô chú anh chị và các bạn. Kính thưa quý vị, như vậy thì nguyên nhân từ đâu mà người phụ nữ Việt Nam lại thích lấy chồng Việt Kiều Mỹ như thế? Tất nhiên thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà một trong những nguyên nhân chính đó là nước Mỹ là một trong những đất nước tiên tiến bậc nhất mà ai cũng hằng mơ ước. Thứ hai là ở bên Mỹ có nhiều công việc, chúng ta dễ dàng tìm kiếm việc làm với mức thu nhập cao. Đối với người Việt đang sinh sống tại Mỹ thì nghề làm móng tay hay còn gọi là nghề nail phải có thu nhập ước tính trung bình từ 70 cho đến 100 triệu đồng. Có nghĩa là từ khoảng 3 đến 4 ngàn, 5 ngàn đô la một tháng, cô chú anh chị và các bạn. Cái lý do nữa đó là nước Mỹ có một cái hệ thống giáo dục cực kỳ là tiên tiến, cũng không cần học thêm, học miễn phí 100%. Từ tiểu học cho đến trung học. Học đại học thì được chính phủ cho vay tiền, cho mượn tiền, và chỉ trả sau khi mà tốt nghiệp, và chỉ trả khi có công việc, với tiền lãi rất thấp dành cho học sinh sinh viên. Như vậy đó là một trong những lý do cơ bản nhất mà người phụ nữ Việt Nam lại muốn lấy chồng Việt Kiều Mỹ, chủ yếu là nhằm để thay đổi cuộc sống khó khăn hơn khi ở tại Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là người phụ nữ Việt Nam nào cũng thích lấy chồng Việt Kiều Mỹ cả đâu. Một số ít người ta lại không thích đi sang Mỹ sinh sống mà người ta quen với cuộc sống tại Việt Nam. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, nếu như nhiều người đàn ông gốc Việt hay còn gọi là Việt Kiều Mỹ sinh sống tại Mỹ có nhu cầu trở về Việt Nam để mà lấy vợ vì rất là nhiều lý do, thì bên cạnh đó cũng có rất nhiều cô gái chấp nhận lấy chồng Việt Kiều với những ước mơ khác nhau. Mỗi người có một ước mơ khác nhau, và trong các cái lý do, trong những ước mơ đó có cái vì tình yêu,
nhưng mà cũng có ước mơ, không phải vì tình yêu, vì mong muốn có một sự đổi đời. Cũng có người vì muốn được cơ hội kiếm được nhiều tiền nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất, mà nếu sống và làm một công chức bình thường ở tại Việt Nam thì điều không thể nào thực hiện được, cô chú anh chị và các bạn. Và trên thực tế thì con đường đến được đất nước Mỹ không hề dễ dàng với hầu hết tất cả mọi người. Cho dù muốn dù không, nhiều người vẫn có trong suy nghĩ của mình rằng có nhiều cô gái được Việt Kiều Mỹ cưới và bảo lãnh sang Mỹ, đó là điều may mắn và sung sướng. Có nhiều người mừng hẳn ra cả gia đình, cả họ hàng khi mà người con, người cháu của mình lấy được Việt Kiều Mỹ, được bảo lãnh đi Mỹ, thì phải nói là sự mừng rỡ và niềm vui hạnh phúc lan tỏa khắp cả họ hàng. Nhưng mà phải nói với những suy nghĩ của rất nhiều người phụ nữ Việt Nam, trước khi mà lấy chồng Mỹ thì họ có những cái mơ ước. Họ mơ ước là lấy chồng Việt Kiều vì muốn một nền giáo dục tốt hơn. Rồi cũng có những cái suy nghĩ khác là lấy chồng Việt Kiều vì muốn được tôn trọng hơn. Cũng có người suy nghĩ rằng là lấy chồng Việt Kiều vì muốn đi Mỹ. Chỉ đơn giản như vậy thôi, cô chú anh chị và các bạn. Nhưng chắc chắn bên cạnh đó thì cũng không có ít những đôi cặp vợ chồng khi mà lấy được Việt Kiều Mỹ, đó là vì duyên số. Vì duyên số, cô chú anh chị và các bạn. Với những đôi vợ chồng mà lấy vì duyên số thì chắc hẳn là cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc tuyệt vời hơn là những lý do khác. Và theo như số lượng thống kê người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hay còn gọi là Việt Kiều, Kiều Bào sống bên nước ngoài đó, thì ở bên Mỹ là số lượng nhiều nhất. Rồi đến bên Campuchia, tiếp theo đến Nhật Bản, rồi đến Pháp, rồi đến Úc, sau đó đến Đài Loan, rồi Canada, Hàn Quốc, rồi Đức, Nga, Lào, Thái Lan và một số nước khác ở tại Đông Âu. Nhưng mà phải nói là Việt Kiều sinh sống tại Hoa Kỳ là dẫn đầu luôn, cô chú anh chị và các bạn. Có thể nói Mỹ là một trong những cái nơi mà thu hút nhiều Việt Kiều. Có thể nói là Mỹ là một trong những cái quốc gia mà thu hút nhiều người Việt Nam đến để mà sinh sống và làm việc, đông nhất trên thế giới luôn.
Và có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.